Xin kính chào quý vị và các bạn, trước mắt chúng ta chuẩn bị được theo dõi trận đấu trong khuôn khổ vòng 6 Naihup V-League 1 2022 giữa đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và các cầu thủ BKMX Bình Dương. Đây là Nguyễn Tiến Linh, tiền đạo của đội khách trong trận đấu ngày hôm nay. Tiến Linh vẫn là niềm hy vọng số 1 trên hàng công của BKMX Bình Dương. Đội bóng đang có được phong độ và thành tích rất tốt trên bảng xếp hạng vào thời điểm này. Ngày hôm nay BKMX Bình Dương sẽ ra sân với bộ trang phục áo trắng, quần tím và tất tím, sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình nhỏ của quý vị và các bạn trong hiệp thi đấu đầu tiên. Trong khi đó Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mặc áo hồng, quần trắng và tất trắng sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Như vậy là trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và BKMX Bình Dương đã chính thức được bắt đầu. Thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã cho thấy một sự tiến bộ đáng kể. Edison tuyệt vời, một pha đi bóng và dứt điểm rất căng, vẫn còn những pha hạng thành liên tiếp của BKMX Bình Dương. Người khiến cho Dương Quang Tuấn phải vất vả cứu thua trong bóng vừa rồi đó là Edison. Họ giành chiến thắng 2 trận. Chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm trái phá của Edison. Rất may bóng đi đúng vào vị trí của Dương Quang Tuấn. Đào Văn Nam, Quý Âm đã chật quay tên, tiếng còi đã cất lên, một quả đá phạt. Chúng ta cùng chờ đợi xem trọng tài sẽ rút ra chiếc thẻ màu gì. Chỉ có thẻ vàng mà thôi. Rất giống tình huống của mà Vũ Tuyên Quang đã phạm lỗi với Văn Toàn. Trần Đức Cường chỉ phải nhận một chiếc thẻ vàng mà thôi. Một pha thoát đi rất nhanh của Giang Trần Quách Tân. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đường phát bóng rất chính xác của Đào Văn Nam. Đức Cường phải băng ra rất xa. Có thể nói đây là một pha bóng tương tự. Ở vòng trước thì Vũ Tuyên Quang phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Pablo Mareira, bóng không thể vượt qua hàng rào tuyến này, rất căng. Một cơm dành cho Minh Hà Tĩnh, rất tuyệt vời. Niềm vui của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng như các cổ động viên. Người tung ra cú sút rất căng vừa tình huống 2 vừa rồi là Nguyễn Xuân Hùng. Một sự khởi đầu rất tuyệt vời của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Mặc dù không phải là một đội bóng mạnh, tuy nhiên họ vẫn có một lối chơi cực kỳ khó chịu với sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 mà huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã áp dụng. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng của đội chủ nhà. Một cú sút rất căng đã đi ra ngoài tầm với của Trần Đức Cường. Và người lập công là Nguyễn Xuân Hùng. Xuân Hùng, ôi, rất nguy hiểm. Liên tiếp là những tình huống nguy hiểm được tạo ra, rất khỏe. Pha cài người rất chắc của Edison. Người đoạt bóng là Trần Văn Công. Ôi, 2-0 dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và người ghi bàn là Giang Trần Quách Tân ở phút thứ 33. Có thể nói Giang Trần Quách Tân là cầu thủ chơi hay nhất bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tính đến thời điểm này. Pha toát xuống của anh đem lại tình huống đá phạt cho đội chủ nhà và bây giờ thì Giang Trần Quách Tân đã điền tên mình lên bảng điện tử. Cách biệt đã được nhân đôi. Giang Trần Quách Tân thi đấu rất hay và rõ ràng huấn luyện viên Đặng Trần Trình vẫn chưa có, không hề có lỗi việt vị dành cho Giang Trần Quách Tân. Một pha dứt điểm chéo góc, lỗi thuộc về bộ đôi trung vệ bên phía BKMX Bình Dương. Thanh Long phá bóng không dứt khoát, còn Adiaye cũng không thể theo kịp và áp sát Giang Trần Quách Tân. Có thể nói Trần Đức Cường hoàn toàn không có lỗi trong pha bóng này. Một pha dứt điểm ghim mù rất căng về phía góc xa. Hoàng Bảo, tuyến này, một pha băng vào và ép lòng đã không thành công. Người vừa tung ra cú dứt điểm là Nguyễn Trần Việt Cường. Cầu thủ vào sân ở đầu hiệp 2 để thay cho Bùi Vĩ Hào. Một pha trả ngược rất tốt. Nhưng ở cự ly dứt điểm này còn khá xa và Nguyễn Trần Việt Cường đi tình chung sẽ không gặp phải một vấn đề quá lớn ở đầu gối. Văn Hiệp,
vẫn là Văn Hiệp rất cố gắng. Văn Huyệt là cầu thủ thuận chân trái và vừa rồi anh đã có pha đi bóng ngang rất nỗ lực. Pha xử lý hơi lóng ngóng của Paulo Moreira nhưng vẫn đang là đội chủ nhà. Sút xa 3-0, một siêu phẩm vừa được tạo ra rất tuyệt vời, đó là Nguyễn Văn Đức, quá đẹp mắt. Chiến thắng tưng bừng của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Vừa rồi là một tình huống bóng bật ra và các hậu vệ cũng như tuyến tiền vệ của đội chủ nhà đã làm rất tốt, có rất chủ động trong những tình huống bóng bật ra. Và vừa rồi hậu vệ cánh phải Nguyễn Văn Đức đã tạo ra được một siêu phẩm trên sân vận động Hà Tĩnh. Hai hậu vệ cánh của đội chủ nhà đều đã ghi bàn, Xuân Hùng và Văn Đức. Chúng ta cùng xem lại tình này. Bóng đi cầu Âu, đi qua tầm với của Đức Cường. Ở một khoảng cách phải hơn 30m thì Văn Đức đã tạo ra được một siêu phẩm trên sân Hà Tĩnh. Bóng đi rất căng và hơi liệng nữa. Một quả đá phạt dành cho BKM Bình Dương. Tống Anh Tỷ sút thẳng, bóng đi không chính xác. Ít phút vừa qua thì BKM Bình Dương cầm được nhiều bóng hơn, nhưng đó là do Hồng Minh Hà Tĩnh chủ động lùi sâu. Paulo Pereira dứt điểm và bắt vô lê không thành công của Paulo Moreira. Một tư thế rất thoải mái, nhưng tiền đạo mang áo số 9 đã có một pha xử lý thiếu chính xác. Anh hoàn toàn có thể khống chế lại đường truyền của đồng đội, nhưng đó là một pha bắt vô lê hợp lý. Bảo đã bị đau, anh đã tỏ ra rất mệt sau khi phải thường xuyên đối mặt với những cầu thủ tốc độ bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở hành lang cánh trái. Rất nguy hiểm. Pha sút xa của Tống Anh Tỷ. Không về nữa. Tô Văn Vũ rất nguy hiểm, vẫn không vào. Vẫn đang là cao thủ BKM Bình Dương. Anh Tài, đó là đường chuyền hơi sâu. Nguyễn Trần Bình Cường đã rất cố gắng giữ người chạm bóng trong tình huống vừa rồi nhưng cũng không thể tạo ra được sự khác biệt. Lại là pha chặn bóng của Giang Calesio và tình huống cứu thua của Dương Quang Tuấn. Hàng phòng ngự của đội chủ nhà đã chơi cực kỳ tập trung trong trận đấu ngày hôm nay và có thể nói họ sẽ giữ sạch lưới. Và chủ đường tấn công rất chính xác được tạo ra bởi Tô Văn Vũ. Đưa bóng vào, đánh đầu. Cuối cùng thì BKM Bình Dương đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-3. Người lập công đó là cầu thủ áo số 18 Hồ Sĩ Giáp. Phút bù giờ thứ tư. Quả là đáng tiếc dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và bằng ra đấm bóng không chính xác của Dương Quang Tuấn. Và đúng lúc này trọng tài Hoàng Thanh Bình đã nổi tiếng còi kết thúc 94 phút thi đấu trên sân Hà Tĩnh. Đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đánh bại BKM Bình Dương với tỷ số 3-1. Một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục và một chiến thắng vượt trội của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Họ đã tạo ra được một thế trận hoàn toàn lấn lướt.